Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị xin kính chào toàn thể quý bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2020. Ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em lại quay vào báo giá tổng quan tổng thể những mẫu xe đang có tại cửa hàng và những mẫu xe vừa mới về cửa hàng. Bác nào mà đúng chân một trong những mẫu xe đang có tại cửa hàng bên em thì anh cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và chiếc đầu tiên là chiếc Daihatsu Lazetti của năm sản xuất 2010, đăng ký lần đầu 2011, phiên bản là số tự động, máy 1.6, máy xăng, mang biển kiểm soát 15A36376. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng một mẫu xe Daihatsu Lazetti CDX số tự động các bác nhá. Đề lỗ cho nó tốt, cửa sổ trời sơn xi màu đen, trang bị 4 bánh nào đúc phanh ABS 4 bánh, với giá tiền là 245 triệu đồng. Bên em có bao hút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác nhá. Chiếc tiếp theo là chiếc Kia Morning. Kia Morning có năm sản xuất 2010, đăng ký lần đầu 2012, số sàn máy 1.0, hàng nhập khẩu các bác nhá, mang biển kiểm soát 29A59944. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 169 triệu đồng cho một chiếc Kia Morning nhỏ gọn, xinh, tiết kiệm nguyên liệu, hàng nhập khẩu, trang bị 4 bánh nao đúc nguyên bản, tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện các bác nhé. Kia Morning nhỏ gọn 169 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ. Chiếc tiếp theo là chiếc Daihatsu Lazetti C, Daihatsu Lazetti số sàn máy 1.6 máy xăng. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 228 triệu đồng một mẫu xe Daihatsu Lazetti nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, mang biển kiểm soát 14A06439. 228 triệu đồng cho một mẫu xe Daihatsu Lazetti bản đen, bản đặc biệt, bản xuất Đông Âu các bác nhá. Trang bị 4 bánh nao đúc phanh ABS 4 bánh, sơn xi sáng bóng sạch sẽ. 228 triệu đồng cho một mẫu xe Daihatsu Lazetti này. Túi khí ABS đầy đủ, tư nhân chính chủ, biển Quảng Ninh. Chiếc tiếp theo là chiếc Kia Morning. Chiếc Kia Morning có năm sản xuất 2015, số sàn máy 1.25, bản 4 máy, trang bị 4 bánh nao đúc sơn xi màu trắng ngọc trinh. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 215 triệu đồng, bây giờ em giảm giá còn 205 triệu đồng các bác nhé. 205 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning này, giảm giá kịch sàn mùa Covid, bán chạy thu hồi vốn. 205 triệu đồng cho một chiếc Kia Morning sản xuất 2015, mang biển kiểm soát 15A37091. Chiếc Daihatsu Lazetti số sàn bản xuất Đông Âu 228 triệu đồng. Sơn xi của nó này rất là ok, độ đồng sơn zin của chiếc xe này còn khá là nhiều. Và chiếc tiếp theo là chiếc Ford Focus. Chiếc Ford Focus số tự động, máy 1.8 máy xăng, mang biển kiểm soát 30G37726. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 272 triệu đồng, 286 triệu đồng, bây giờ em giảm giá còn 272 triệu đồng. Sơn xi màu đen, trang bị 4 bánh nao đúc phanh ABS 4 bánh, tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, cụp xe đầy đủ. Ford Focus thương hiệu của Mỹ, số tự động, máy 1.8 máy xăng các bác nhé. Sơn xi sáng bóng sạch sẽ các bác này. Bác là Hà Nội, Sài Gòn đúng chân mẫu xe này thì mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác nhé. Trước này bên em đang chào bán với giá là 272 triệu đồng, giảm giá 14 triệu đồng cho một mẫu xe này, còn 272 triệu đồng các bác nhé. Chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios. Toyota Vios có năm sản xuất 2014, số sàn máy 1.3 máy xăng, chiếc này mang biển kiểm soát 15A15306. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 287 triệu đồng,
Toyota Vios, một mẫu xe lồi đồng cuối đá. 287 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios này. Sơn xi màu đen. Máy 1.3, con này là bản G quá nhá. Form dáng rất là đẹp. Chiếc tiếp theo là chiếc Toyota. Toyota Innova G có năm sản xuất 2009, số sàn máy 2.0, máy xăng. Con này là bản đủ tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 290 triệu đồng. Mang biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ con này, 15A 20442. Với giá tiền là 290 triệu đồng, bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác nhé. Toyota Innova bản G đăng kiểm đến tháng 3 năm 2021. Chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Innova có năm sản xuất 2006. Phiên bản là số sàn, máy 2.0, máy xăng, mang biển kiểm soát 22A08733. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng. Xe gia đình tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ qua nhá. Sơn xi màu đen tuyền, hai cụm đèn pha của nó là rất là sáng bóng đều nhau. Bản G, bản đổ mang thương hiệu Nhật Bản. 255 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ các bác nhá. Chiếc tiếp theo là chiếc chiếc Ford Escape. Ford Escape có năm sản xuất 2010, số tự động, máy 2.3, máy xăng, mang biển kiểm soát 16L 6440. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 330 triệu đồng. Ford Escape thương hiệu của Mỹ, một mẫu xe đăng ký là 5 chỗ ngồi, rất là rộng rãi các bác nhé. $330 triệu. Tư nhân chính chủ, một chủ tự động, rất là rộng rãi, 5 chỗ ngồi. Trang bị 4 bánh hàng đúc, phanh ABS 4 bánh. Chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios. Chiếc Toyota Vios có năm sản xuất 2011. Phiên bản là số sàn, máy 1.5, máy xăng, con này là bản E xịn này. Chiếc này mang biển kiểm soát 14A00957. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 258 triệu đồng. Một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe lồi đồng cuối đá, một mẫu xe quốc dân các bác nhé. Với giá tiền là 258 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ. Con này form của nó rất là đẹp các bác này. Bô lăng méo. Con này là bản E xịn các bác nhé, 258 triệu đồng. Không đâm sâu, không tai nạn, không ngập nước. Túi khí ABS đầy đủ, tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh. Và chiếc tiếp theo là chiếc Daewoo Lachetti. Chiếc Daewoo Lachetti có năm sản xuất 2009, số sàn, máy 1.6, máy xăng, mang biển kiểm soát 15A 59196. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 228 triệu đồng. Một mẫu xe Daewoo Lachetti nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, trang bị 4 bánh hàng đúc, túi khí ABS đầy đủ. Con này là gốc Hà Nội các bác nhá, biển Hải Phòng. 228 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ. Và em lại tiến đến một chiếc này là chiếc Daewoo Lachetti CDX. Chiếc Daewoo Lachetti CDX có năm sản xuất 2009. Phiên bản là số tự động, máy 1.6, máy xăng, mang biển kiểm soát 30V 8232, một chủ tự đầu. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 250 triệu đồng. Daewoo Lachetti CDX các bác nhé. Xe gia đình không taxi, không dịch vụ. Để lỗ Stratop, cửa sổ trời, túi khí ABS đầy đủ. Bác là Hà Nội, Sài Gòn đúng chân mẫu xe này mua về thì đỡ được một khoản chi phí khá khá này. Và em lại tiến đến một chiếc này là chiếc Kia Morning. Chiếc Kia Morning có năm sản xuất 2014, phiên bản là số sàn, máy 1.25, mang biển kiểm soát 34A 21035. Con này là bản đủ, bản C các bác nhá. Trang bị 4 máy Nano Duke, tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện. Bản C, bản đủ, tư nhân chính chủ biển Hải Dương, xe gia đình không taxi, không dịch vụ. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là
242 triệu đồng. 242 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning bản đổ các bác nhá. Và em lại tiến đến một chiếc này là chiếc Toyota Innova. Toyota Innova G có năm sản xuất 2009, số sàn máy 2.0, máy xăng, mang biển kiểm soát 30F 08047. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 265 triệu đồng. Toyota Innova bản G, trang bị túi khí ABS đầy đủ, mang tên tư nhân biển Hà Nội. Chiếc này trước kia ông có tốt qua tới dịch vụ qua nhá, bây giờ nó ra tên tư nhân rồi. 265 triệu đồng một mẫu xe Toyota Innova G. Và em lại tiến đến một chiếc này là chiếc Mitsubishi Jolly bản đổ, đèn cột, lốp treo, turbo mát xích. Chiếc này mang biển kiểm soát 30L 1091, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 150 triệu đồng. Mitsubishi Jolly bản đủ, gầm cao, máy thoáng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chạy công trường hoặc chạy gia đình đều ok các bác nhé. Một mẫu xe đăng ký là 7 chỗ ngồi, rất là rộng rãi luôn. Chỉ có 150 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ. Em lại đến một chiếc này là chiếc Ford Escape. Chiếc Ford Escape có năm sản xuất 2008, số sàn máy 2.3, máy xăng, mang biển kiểm soát 30F 55037. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng. Với giá tiền là 275 triệu đồng, bên em có bao rút hồ sơ các bác nhé. Một mẫu xe đăng ký là 5 chỗ ngồi, mang thương hiệu của Mỹ, rất là rộng rãi luôn. Ford Escape thương hiệu của Mỹ, số tự động, máy 2.3, máy xăng các bác nhá, gầm cao, máy thoáng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chạy công trường hoặc chạy đường rừng này, chạy gia đình đều ok. Vậy em tiến đến một chiếc này là chiếc Mitsubishi Gradit. Mitsubishi Gradit có năm sản xuất 2005, phiên bản là số tự động, máy 2.4, máy xăng, mang biển kiểm soát 15A 01791. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 248 triệu đồng. 248 triệu đồng cho một chiếc Mitsubishi Gradit này, mang thương hiệu Nhật Bản, túi khí ABS đầy đủ. Chiếc tiếp theo là chiếc Kia Carnet. Kia Carnet có năm sản xuất 2011, số sàn máy 2.0, máy xăng bản đổ, mang biển kiểm soát 47A 24081. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng. 255 triệu đồng cho một chiếc Kia Carnet mang thương hiệu Hàn Quốc. Chiếc tiếp theo là chiếc Mitsubishi Jolly bản đủ, đèn cột, đốt treo, turbo mát xích, mang biển kiểm soát 14A 07908. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 145 triệu đồng. 145 triệu đồng cho một chiếc Jolly này. Con này là bản đủ các bác nhá. Từ tên tư nhân biển Quảng Ninh, xe gia đình, không taxi, không dịch vụ. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về thì chạy công trường này, quá là ok các bác nhá. Trang bị 4 máy nhào núc, sơn xi màu đen, nội thất thì ghế lỉ nguyên bản theo xe. Các bác xem này, ghế lỉ của nó nguyên bản theo xe các bác nhá. Đấy, vẫn còn tuyết này, rất là đẹp luôn. Trần của nó cũng là trần lỉ các bác nhá. Trang bị màn hình cam nồi đầy đủ rồi. 145 triệu đồng. Chiếc tiếp theo là chiếc Daewoo Gencha. Chiếc Daewoo Gencha có năm sản xuất 2008, số sàn máy 1.5, máy xăng, mang biển kiểm soát 22A 26 02670. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 145 triệu đồng. 145 triệu đồng cho một chiếc Daewoo Gencha bản sedan hai đầu, mang thương hiệu Hàn Quốc,
xe gia đình, không khoan đục, không taxi, không dịch vụ. Chiếc tiếp theo là chiếc Fiat. Chiếc Fiat có năm sản xuất 2003, số sàn, máy 1.6, máy xăng, mang biển kiểm soát 29A 86690. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 85 triệu đồng. 85 triệu đồng cho một chiếc Fiat này. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về tập đi tập lái, tránh mưa tránh nắng, quá độ ok các bác nhá. Mang tên tư nhân, biển Hà Nội. Và em lại tiến đến một chiếc này là chiếc Toyota Vios. Chiếc Toyota Vios có năm sản xuất 2012, số sàn, máy 1.5, máy xăng, mang biển kiểm soát 34A18821. Chiếc này trước em bán là 276 triệu đồng, bây giờ em giảm giá 11 triệu, còn 265 triệu đồng các bác nhá. 265 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios bản E, số sàn, máy 1.5. Giảm giá rất nhiều những đầu xe đang có tại cửa hàng các bác nhá. Từ 5 triệu đồng cho đến 10 triệu đồng khi các bác đến xem xe trực tiếp. Vào việc em có bớt thoải mái các bác nhá. Con này là bản E xịn, trang bị 4 bánh nhau núp, phanh ABS 4 bánh, tích hợp xi nhan trên gương, gương kính, chỉnh điện, cột xe đầy đủ. Chỉ còn 265 triệu đồng. Chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios. Toyota Vios có năm sản xuất 2009, số sàn, máy 1.5, máy xăng, con này là bản E xịn. Xe gia đình, mang biển kiểm soát 15A 34709. Chiếc này bên em trước đang chào bán với giá là 255 triệu đồng. Bây giờ em giảm giá 5 triệu còn 250 triệu đồng các bác nhá. 250 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios bản E xịn, trang bị 4 bánh đa năng đúc, sơn xi màu đen. Tất cả các đầu xe đang có tại hàng, con thì em giảm giá 5 triệu, con giảm giá 10 triệu. Các bạn đến trực tiếp cửa hàng của em. Bớt thoải mái các bác nhá. Và em lại tiến đến một chiếc này là chiếc Toyota Vios. Toyota Vios có năm sản xuất 2013, phiên bản là số sàn, máy 1.5, máy xăng, con này là bản E xịn, trang bị 4 bánh đa năng đúc, phanh ABS 4 bánh, tích hợp xi nhan trên gương, gương kính, chỉnh điện, cục xe đầy đủ, bô lăng méo, mắt thâm, vành chì, mang biển kiểm soát 14A07661. Với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 276 triệu đồng. 276 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2013 các bác này. Rất là rẻ các bác nhá. Giá cả rất là hợp lý. Bác nào mà đúng chân một trong những mẫu xe đang có tại cửa hàng bên em thì hãy cứ nhấc máy alo trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và em đã tiến đến một mẫu xe này cũng là mẫu xe Toyota Vios. Toyota Vios có năm sản xuất 2012, số sàn, máy 1.5, máy xăng, con này là bản E xịn, mang tên tư nhân, biển Quảng Ninh, xe không khoan đục, không taxi, không dịch vụ, mang biển kiểm soát 14A 04789. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 285 triệu đồng. Toyota Vios, một mẫu xe lồi đồng cuối đá thương hiệu Nhật Bản, 290 triệu đồng, bây giờ giảm giá còn 285 triệu đồng các bác nhé. Giảm kịch sàn luôn, xe gia đình, tư nhân chính chủ, không khoan đục, không taxi, không dịch vụ. Em lại tiến đến một chiếc này là chiếc Chevrolet Vivante. Chevrolet Vivante có năm sản xuất 2008, số sàn, máy 2.0, máy xăng, mang biển kiểm soát 73A 02074. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 169 triệu đồng. Trước em bán 179 triệu đồng, bây giờ em giảm giá còn 169 triệu đồng các bác nhá. Giảm 10 triệu một đầu xe này. Con này là bản đủ, tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ, xe gia đình luôn. Một mẫu xe đăng ký là 7 chỗ ngồi, rất là rẻ tiền, chỉ có 169 triệu đồng thôi. Chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai Grand i10.
Chiếc Hyundai Grammy 10 có năm sản xuất 2015. Phiên bản là số sàn. Máy 1.0. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 215 triệu đồng. Trước em bán chiếc này là 225 triệu đồng. Bây giờ giảm giá 10 triệu còn 215 triệu đồng các nhá. Các bác nhanh tay alo trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Hyundai Grammy 10 sản xuất 2015, giảm giá 10 triệu còn 215 triệu đồng. Chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai Getz. Chiếc Hyundai Getz có năm sản xuất 2010, số sàn, máy 1.1, máy xăng, mang biển kiểm soát 36A 41967. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 165 triệu đồng. Bây giờ em giảm giá 10 triệu còn 155 triệu đồng các bác nhé. Con này là bản đủ đời chót, xe gia đình, mang biển kiểm soát 36A, biển số Thanh Hóa các bác nhé. Chỉ còn 155 triệu đồng thôi. Và em lại tiến đến một chiếc này là chiếc Chevrolet Spark. Chevrolet Spark có năm sản xuất 2009, số sàn, máy 0.8, máy xăng. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 92 triệu đồng, em giảm giá còn 90 triệu đồng các bác nhé. 90 triệu đồng cho một chiếc Chevrolet Spark, tránh mưa tránh nắng hoặc tập lái quá là ok các bác này. Mang biển kiểm soát 24A 04382. 90 triệu đồng các bác nhá. Một mẫu xe tránh mưa tránh nắng, chở hẳn được 5 người, xăng ăn như người, 100 cây chỉ tầm 4 lít xăng trên 100 cây số các bác nhá. Rất là tiết kiệm luôn. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em vừa quay và báo giá tổng quan tổng thể những mẫu xe đang có tại cửa hàng và những mẫu xe vừa mới về cửa hàng. Bác nào mà đúng chân một trong những mẫu xe đang có tại cửa hàng bên em thì hãy cứ nhấc máy ra alo trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.